nay chúng ta đã đến Bồ Đề Đạo Tràng, là nơi Đức Phật thành đạo dưới cõi cây Bồ Đề. Thì cõi cây Bồ Đề chút xíu nữa chúng ta sẽ vào và chúng tôi sẽ nói sơ lược về lịch sử ở nơi đây một chút. Thì khi Đức Phật thành đạo xong thì lúc đó Đức Phật ở đây 7 tuần lễ theo lịch sử của Nam truyền, và Đức Phật đã đến vườn Nai độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như. Và sau một thời gian sau thì có dịp đi về ngang đây, Đức Thế Tôn mới ghé ở tại Bồ Đề Đạo Tràng này thôi. Chứ trong suốt gần 50 năm thì Đức Phật cũng ít có ghé về đây. Nhưng trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì trong kinh Niết Bàn Đức Phật có dạy, trong cuộc đời của người con Phật chỉ một lần đi đến 4 nơi thánh tích gọi là tứ động tâm, thì sau khi chết thì người đó có thể sinh thiên. Thì tứ động tâm gồm Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật thành đạo tại Bồ Đề Đạo Tràng này, và nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân, rồi nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Đó là 4 điểm rất là quan trọng mà ở trong kinh Niết Bàn Đức Phật đã dạy. Thì ngày hôm nay đoàn của chúng ta có nhân duyên đến đây, khi Đức Phật nhập Niết Bàn đến thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch, vua A Dục đã dựng lên những cái trụ đá ở nơi đây và xây tường rào bảo vệ cõi cây Bồ Đề. Lý do là khi vua A Dục chưa theo Phật giáo, ông ta tin theo Bà La Môn giáo, ông ta đã thân lâm đến đây chặt cõi cây Bồ Đề, sau đó cõi cây Bồ Đề mọc lên những nhánh khác. Và tiếp theo những năm sau, khi ông quy y với giáo pháp của Đức Phật thì ông thỉnh thoảng ông đã đến đây để dùng sữa và nước chăm sóc cõi cây và đảnh lễ sám hối với Đức Phật. Thì lúc đó những bà phi đã âm thầm mật sai đã chặt cõi cây Bồ Đề một lần nữa, và cây Bồ Đề đó nó đã đâm chồi nảy lộc. Và sau đó vua A Dục đã xây dựng tường rào bảo vệ cõi cây Bồ Đề và đặt nền móng xây dựng ngôi tháp tại Bồ Đề Đạo Tràng này. Và sau này nữa, các triều đại sau thì các vị vua, hoàng hậu hay là công chúa, thái tử đều trùng tu trở lại đến thời vua Ca Nị Sắc Ca, và những vị vua sau này đã trùng tu từ nền móng năm xưa của vua A Dục. Thế nên ngày hôm nay chúng ta đến đây, chúng ta thấy sự hiện diện ngôi tháp là do công lao của vua A Dục cũng như các triều đại vua sau này. Đến thế kỷ thứ 12, cuối thế kỷ thứ 12, Phật giáo chúng ta bị Hồi giáo Trung Đông qua tàn sát thánh tích. Thì lúc đó các thầy không còn sinh hoạt được ở đất nước Ấn Độ, và chính tại nơi Bồ Đề Đạo Tràng này, riêng tất cả các thánh tích khác thì bị Hồi giáo Trung Đông đã tàn phá. Nhưng đối với Bồ Đề Đạo Tràng này, Hồi giáo không có đến phá. Đó là một diễm phúc đối với Phật giáo của chúng ta, mà ngày hôm nay chúng ta còn được nhìn thấy ngôi tháp này. Nhưng các thầy không còn sinh hoạt ở nơi đây. Một số thì các thầy bị Hồi giáo Trung Đông giết, và một số thì đã hoàn tục, một số thì đã đi sang các nước khác mà sinh sống. Thế nên ở Phật giáo tại Ấn Độ lúc bấy giờ không còn người lãnh đạo nữa. Và Hindu giáo, khi Hồi giáo Trung Đông đã rời khỏi đất nước Ấn Độ thì Hindu giáo mới lên nắm chính quyền, và những chùa chiền của Phật giáo Hindu giáo quản lý. Mà thậm chí tại Bồ Đề Đạo Tràng này, trong suốt khoảng 600 năm Hindu giáo quản lý, thì chính trong đại tháp chính trước tượng Phật chúng ta thấy có một linh ga, đó là
việc thờ cúng của người người Hindu. Và phía trước này chính là những cái điểm mà Hindu giáo xây sau này, ở trong đó thờ những tượng thần. Và chung quanh cõi cây bồ đề bên này, chúng ta thỉnh thoảng thấy những tượng thần của Hindu giáo. Đó là trong suốt khoảng 600 năm người Hồi giáo quản lý và ở nơi này. Và đến thế kỷ thứ 18-19, lúc đó thì trong hội Mahabodhi, thì lúc đó có quý thầy, quý sư quản lý ở nơi này và cho đến ngày hôm nay. Vì vậy, vào trong khuôn viên này thì chúng ta biết được lịch sử, và mỗi năm các đoàn hành hương từ các nước Phật giáo trên thế giới trở về đây. Thì đi các nơi có thể chỉ một đêm hoặc là hai đêm rồi rời khỏi những thánh tích. Riêng tại Bồ Đề Đạo Tràng này là điểm rất quan trọng, thế nên tất cả các đoàn đều dành thời gian rất là dài ở nơi vị trí Bồ Đề Đạo Tràng này để thực hành phương pháp tu học theo lời Đức Phật dạy, để cảm nhận được hạnh phúc. Đó là chiều dài lịch sử chúng tôi nói sơ lược. Vào giờ này mời đại chúng chúng ta đi từng tuần thất mà thời Đức Phật đã lưu trú ở nơi đây trong suốt 49 ngày ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, trước khi đến vườn Nai thuyết pháp cho 5 anh em ông Kiều Trần Như. Xin mời đại chúng đứng dậy và đi theo chúng tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch đại chúng, thì chính ở trong đại tháp, tức là vị trí năm xưa khi Đức Thế Tôn thành đạo xong, thì Đức Thế Tôn đã ngồi thiền và ngắm nhìn cõi cây bồ đề, cảm ơn cây bồ đề trong suốt 49 ngày đêm đã bảo vệ sự thiền định của Đức Phật. Đức Phật đã ngắm nhìn và cảm ơn cây bồ đề và hưởng cái an lạc trong niết bàn tĩnh lặng. Và lúc bấy giờ Đức Thế Tôn quán chiếu dự định đi hoằng pháp, nhưng Đức Phật suy nghĩ rằng những sự chứng ngộ của Đức Phật, không biết khi Đức Phật thuyết pháp ra tất cả mọi người có thể hiểu được những cái lời dạy của Đức Phật hay không. Thế nên Đức Thế Tôn lúc bấy giờ dự định nhập Niết Bàn. Khi Đức Phật suy nghĩ dự định nhập Niết Bàn, lúc đó trời Phạm Thiên Vương đã xuống đảnh lễ cầu thỉnh Đức Thế Tôn xoay bánh xe pháp, và Đức Phật đã hứa khả. Đó là lịch sử theo Nam truyền. Còn lịch sử của Bắc truyền, chính tuần thất thứ nhất, Đức Thế Tôn đã thuyết kinh Hoa Nghiêm. Đó là tuần thất thứ nhất. Và tuần thất thứ ba là đánh dấu tại vị trí này. Đức Thế Tôn đã đi 18 bước và Đức Phật đã đi trở lại trong suốt một tuần lễ quán chiếu, mà sau này vua A Dục đã khắc ghi 18 bước bằng những hoa sen bằng đá. Và sau này thì thế hệ sau đã dựng xây lại 18 đó hoa sen ở trên này, là thế hệ sau. Còn thế hệ trước là những đó hoa sen ở phía dưới đất của chúng ta. Ý nghĩa rằng Đức Phật muốn nhắc nhở tất cả những vị đệ tử chỉ có căn, trần và thức, sáu giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Lúc đó con người của chúng ta sẽ sanh ra sáu nhận thức phân biệt, và chính nơi điểm đó chúng ta có an lạc hay không và khổ đau hay không là do căn tiếp xúc, sáu căn tiếp xúc với sáu cảnh sanh ra những phân biệt như vậy. Thế nên
trong khóa hư lục, vua Trần Thái Tông có nói: lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên đên làm kiếp phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm dài. Do con người của chúng ta bị khổ đau và trôi lăn trong vòng sinh tử là do chúng ta bị vướng kẹt khi chúng ta tiếp xúc với cảnh. Nếu chúng ta biết thực hành tu tập quán chiếu lời Đức Phật dạy, lúc đó chúng ta sẽ có được những hạnh phúc trong cuộc đời. Đó là tuần lễ thứ ba Đức Phật muốn nhắn gửi cho tất cả những vị đệ tử tìm hạnh phúc nơi khi mình tiếp xúc, chứ không phải cầu tìm một vị thần linh nào hay một thế giới nào, mà chúng ta cầu tìm được an lạc. Vào giờ này mời đại chúng đi qua nơi tuần thất thứ tư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch đại chúng, thì vị trí này là tuần thất thứ tư sau khi Đức Phật thành đạo, và Đức Phật đã đi thiền hành cũng như ngồi thiền tại vị trí này. Đức Phật đã đúc kết lại tất cả những chúng sinh trôi lăn trong vòng luân hồi sinh tử là do 12 nhân duyên, đó là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, bi, khổ, u não. Và tất cả các pháp trên thế gian này đều nằm trong duyên sinh. Cái này sanh nên cái kia sanh, cái này có mặt nên cái kia có mặt, cái này diệt nên cái kia diệt, cái này có nên cái kia có. Thế nên tất cả các pháp trên thế gian này do duyên sinh mà hình thành, chứ không có một vị thượng đế, thần linh nào tạo ra sự vật trên thế gian này. Vật chính con người của chúng ta do vòng luân hồi sinh tử, 12 chi phần, 12 nhân duyên đó là vô minh, do chúng ta không sáng suốt. Thế nên chúng ta tạo nên những cái nghiệp sai lầm về thân khẩu ý. Do đó khi chúng ta chết, thần thức chúng ta đi tái sinh. Và khi đi tái sinh thì chúng ta có một cái thân mới gọi là danh và sắc, tức là một danh từ khác của ngũ uẩn. Sắc là chỉ cho thân, và thọ tưởng hành thức chỉ cho tâm. Và từ có danh sắc đó mới có sáu giác quan, sáu căn, và có tiếp xúc. Khi tiếp xúc mình sẽ sanh cảm thọ, và từ cảm thọ đó sanh ra luyến ái, từ luyến ái sẽ bám víu, tức là chấp thủ, giữ chặt. Từ cái việc chấp thủ đó chúng ta tạo thành nghiệp, thế nên hình thành ra tam giới. Và từ đó chúng ta phải chịu sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, u não. Nếu người biết tu tập thì chúng ta sẽ cắt đứt đi một trong những dòng xích của 12 nhân duyên, thì chúng ta sẽ vượt thoát khỏi luân hồi sinh tử. Mà điểm chính yếu đó là ái. Nếu chúng ta cắt được vòng xích của chữ ái thì chúng ta sẽ vượt thoát khỏi luân hồi hồi khổ. Chúng ta không còn tái sinh ở thế gian này, và chúng ta sẽ đạt được niết bàn. Mô Phật mời đại chúng đi qua tuần thất thứ hai và thứ năm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, vị trí này là tuần thất thứ hai sau khi Đức Phật thành đạo. Đức Phật ở tại vị trí này
Đức Phật đã đúc kết một điều quan trọng đối với con người, gồm có tứ ân và bốn ân. Thứ nhất là ân cha mẹ, tại vì chúng ta có thân người là nhờ công ơn của cha mẹ. Cái ân thứ hai là ân chúng sinh, có nghĩa là mình phải nhớ nghĩ những người đã giúp đỡ mình, và tất cả những chúng sinh trong vòng luân hồi sinh tử có những kiếp đã là cha, là mẹ, là anh em quyến thuộc của chúng ta. Thế nên chúng ta phải nhớ ơn và chúng ta phải giúp đỡ mọi người. Thế nên trong giới sắc sanh, Đức Phật đã dạy không cho hàng đệ tử phải vướng vào việc sát sinh là như vậy. Và cái ơn thứ ba đó là ân thầy. Thì làm con người thì chúng ta phải nhớ ơn những vị thầy thế gian đã cho ta kiến thức. Nếu là đệ tử của Đức Phật thì quý Phật tử chúng ta phải nhớ ơn quý thầy, quý sư cô là người hướng dẫn cho mình trên bước đường tu học. Và ân thứ tư đó là ân quốc gia. Nhờ đất nước yên ổn thì chúng ta mới có sự bình yên. Vì vậy trong bốn ân này, người con Phật chúng ta phải nhớ và thực hành. Vào giờ này mời đại chúng ta đến tuần thất thứ năm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, giờ chính vị trí này là tuần thất thứ năm sau khi Đức Thế Tôn thành đạo tại cõi cây Bồ Đề. Thì vị trí này Đức Phật đã gặp một vị Bà La Môn. Vị Bà La Môn đó không đứng dậy chào hỏi ông ta, thế nên Đức Phật không chào hỏi ông ta, thế nên ông ta bắt lỗi và ông ta tự xưng rằng ông ta theo dòng dõi Bà La Môn 7 đời, có nghĩa là từ thế hệ trước đó đã theo. Thì Đức Thế Tôn mới nói với Bà La Môn á, là con người sinh ra không phải là từ miệng của Thượng Đế, hay là từ vai của Thượng Đế, hay là từ bụng của Thượng Đế, hay là từ đầu gối của Thượng Đế, mà con người được sinh ra là do nghiệp. Nếu đời trước mình tạo nghiệp gì đó thì đời sau mình sẽ sinh vào ngôi nhà như thế nào đó. Như hôm trước chúng tôi đã giới thiệu kinh tiểu nghiệp phân biệt, Đức Phật dạy nếu người nào mà keo kiết không biết bố thí thì sẽ sinh vào nhà nghèo khó, mà trong cuộc đời này mình biết bố thí cúng dường giúp đỡ mọi người thì đời sau mình sẽ sanh về chỗ gia đình giàu sang. Nếu người nào sống cuộc đời biết khiêm cung nhường những cái bước chân những người đáng kính, mình đáng kính, thì đời sau sẽ được phước người khác kính trọng mình và sanh những nơi nhà giàu sang. Còn nếu mình sinh tâm ngã mạn thì đời sau mình sẽ sinh vào dòng dõi nhà bần cùng. Vì vậy Đức Phật khẳng định con người do nghiệp hành động tạo tác, nếu tạo thiện thì sẽ gặt hái quả lành và sanh vào những chốn vui sướng, và còn nếu tạo nghiệp xấu ác sẽ sanh vào những nơi khổ sở. Chính con người do hành động, do nghiệp của mình tạo ra, chứ không phải sinh ra ở xã hội rồi đặt nơi đó là sanh từ miệng của Thượng Đế, là phải xem nhẹ tất cả những người ở giai cấp dưới. Vì vậy Đức Phật đã khẳng định nghiệp, và sau này Đức Thế Tôn đã dạy trong giáo lý của Đức Phật mà chúng ta đã học. Đây là vị trí thứ năm. Vào giờ này mời đại chúng qua tuần lễ thứ sáu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, chính nơi tượng Phật
đang ngồi dưới một cái hồ. Đó là vị trí tuần thứ thứ 6 sau khi Đức Thế Tôn thành đạo. Thì tại khu vực Bồ Đề Đạo Tràng này, lúc bấy giờ có một cơn bão rất là lớn. Nhưng Đức Thế Tôn ngồi thiền định thì có một con rắn tên là Mulinda, con rắn chúa ở khu vực này, đã bò đến và quấn quanh thân thể của Đức Phật và theo tư thế che lên đỉnh đầu của Đức Phật để bảo vệ sự thiền định của Đức Phật, không cho những tác nhân bên ngoài làm động niệm khi Đức Thế Tôn ngồi thiền. Vì vậy, sau một tuần lễ thì cơn bão đã chấm dứt và con rắn tự bò đi và đánh dấu sự kiện này. Thế nên thế hệ sau đã làm một cái hồ nước ở trong khuôn viên Bồ Đề Đạo Tràng và có hình tượng Đức Phật và con rắn để nhớ lại năm xưa là tuần lễ thứ 6 Đức Phật đã ngồi thiền tại vị trí này. Mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, chính vị trí này là tuần lễ thứ 7 sau khi Đức Thế Tôn thành đạo. Thì sau cơn bão của tuần thứ 6 thì Đức Thế Tôn đã đến vị trí này ngồi dưới cội cây. Lúc bấy giờ có hai vị thương buôn tên là Tabusa và Balika. Hai vị này là người Ấn Độ và đã đến nơi đây gặp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã nhận phần cúng dường thức ăn do hai vị này cúng dường lên Đức Thế Tôn. Và khi Đức Thế Tôn nhận phần cúng dường xong, Đức Phật thọ trai và Đức Phật đã thuyết pháp cho hai vị cư sĩ này. Lúc đó hai vị này phát tâm quy y với Đức Phật và quy y với giáo pháp của Đức Phật. Và khi hai vị này quy y xong, lúc đó Đức Thế Tôn cắt một ít tóc trao cho hai vị này. Sau đó hai vị này rời khỏi Bồ Đề Đạo Tràng và đến Miến Điện đã xây tháp tôn thờ Xá Lợi tóc của Đức Phật. Là chỉ có điểm chính này là Đức Thế Tôn cắt tóc cho hai vị đó và đánh dấu Xá Lợi tóc. Thế nên hai vị thương buôn này đã xây tháp tôn thờ. Đó là điểm chính yếu. Và từ điểm này thì Đức Thế Tôn đã hướng đến vườn Nai để nói pháp cho năm anh em ông Kiều Trần Như. Đó là năm người bạn trước đó cùng tu khổ hạnh với Đức Phật. Ngày hôm nay thì chúng ta đã đi vòng quanh hết bảy tuần thất của Đức Phật cư trú ở tại Bồ Đề này. Và vào giờ này mời đại chúng, chúng ta có thể đi lại Phật, chúng ta ngồi thiền. Nhưng chúng tôi khuyên quý Phật tử thì nếu gần cội cây Bồ Đề mà có ít người thì quý Phật tử nên đến gần đó để mình tọa thiền. Mình cảm nhận được cái năng lượng như thế nào. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai thì mình vào ở trong tháp tượng Phật chính á, mình sẽ hành trì trong đó. Nhưng mà ngồi trong đó thì đoàn nhiều lắm, thì có thể mình ra cội cây Bồ Đề, chung quanh cội cây Bồ Đề. Và điểm thứ ba là chỗ tượng Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó là những nơi mà chúng tôi gợi ý quý Phật tử mình sẽ cảm nhận được hạnh phúc khi mình tọa thiền hay mình hành lễ nơi đó.